hội. Kính thưa toàn thể quý vị trên trò và kính mến, trước mắt toàn thể quý vị là đôi bạn trẻ đang tay trong tay trở về để đài đồng quang. Đôi ta như thể con tầm ăn chung một lá để nằm cùng một nông. Đôi ta như thể con ong, con cuốn, con quýt, con trồng, con ngoài ấy mà. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, các cụ xương có câu: thông gia như ruộng nghịch bờ, biết bao lực dậy bên trời từ vực sâu. Mà từ nay chung một nhịp cầu, chung con, chung cháu, chung công nghĩa tình. Đại diện hai bên gia đình sẽ được ra mắt bằng cúi chào toàn thể quý vị. Toàn thể quý vị có thể để một tràng vỗ tay trị giá 10 tỷ được không ạ? Vâng, xin cảm ơn toàn thể quý vị anh chị rất là nhiều. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, trong mỗi con người chúng ta từ sinh ra và lớn lên thì thực tế luôn mang tặng một nửa đời mình ở một nơi nào đó, để rồi họ chỉ cần đi ngang qua nhau và như vậy câu chuyện tình yêu bắt đầu. Toàn thể quý vị, chúng ta có mặt tại đây để cùng nhau chứng kiến câu chuyện tình trăm năm của chú rể anh Ngọc Khánh Quyên cùng cô dâu Ánh Quyên trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, quả thật đúng là yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của cuộc đời mỗi con người, là món quà quý giá mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Từ thời xa xưa, trai khôn thì dựng vợ, gái lớn thì gả chồng, đây là quy luật tất nhiên của cuộc đời mỗi con người. Để rồi có một tình yêu khao khát cháy bỏng của một người trẻ như chiếc cầu vồng vắt qua cơn mưa, luôn tỏa ánh sáng hào quang, và có được tình yêu cao sang, tình yêu mạnh mẽ, cho dù ngày mai còn gian nan vất vả, thì các bạn trẻ họ đã không quản ngại chi, họ đã cùng nhau bước qua ranh giới của một tình bạn chân chính để bước tới một tình yêu chung thủy. Để rồi em về thưa với gia đình đồng ý cho mình lấy ta, và anh về thưa với mẹ cha đồng ý cho ta lấy mình đúng không ạ? Vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, các cụ xưa thường có câu: trăm năm thì trong cõi người ta, mà trai tài gái sắc kéo đà chọn nhau, chuyện tình yêu chỉ có chào câu, cha mẹ dạm hỏi với nhau cũng phải chọn ngày đúng không ạ? Và ngày hôm nay đây là thứ ba ngày 19 tháng 12 năm 2023, tức ngày 7 tháng 1 năm Quý Mão, tại gia đình nhà trai bản làng Phúc, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Gia đình nhà trai có bố Hà Văn Hòa, mẹ Hoàng Thị Thu, long trọng kết tình hôn gia với gia đình nhà gái có bố Hà Văn Vui, mẹ Tòng Thị Linh. Và đến giây phút này, cho phép ban tổ chức tôi xin phép cơ quan chính quyền địa phương nơi sở tại cùng toàn thể hai bên gia đình, cũng như sự đồng tình của các bạn trẻ, cùng toàn thể quý vị có mặt trong hôn trường cưới ngày hôm nay, rất là vinh dự được anh Dũng là người kết nối chương trình. Và đến giây phút này, cho phép ban tổ chức được trịnh trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn cho chú rể anh Ngọc Khánh Quyên cùng cô dâu Ánh Quyên xin phép chính thức bắt đầu. Và chào một tay thật lớn quý vị. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, như vậy là tiếng pháo của ban tổ chức tôi cũng đã nổ lên, còn có tiếng vỗ tay của toàn thể quý vị đây, cùng với một không gian sang trọng lịch sự của nhà giàn Văn Long, đã biết được rằng từ giây phút này hai bạn chính thức nhân duyên vợ chồng. Từ nay hai bạn sẽ nguyện chung sức, chung lòng, chung chăn, chung gối, chung phong, chung màn, chung mưa những tiếng thở than và chung hạnh phúc với đàn con thơ. Hôm qua chúng rể anh Ngọc còn ngủ một mình, bây giờ anh đã có người vợ rất xinh nằm bên đúng không ạ? Hôm qua cô dâu Ánh Quyên còn ngủ với mẹ, bây giờ em sẽ phải xa mẹ mất rồi. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, các cụ xưa thường nói câu: muốn con sông thì phải gì đó, muốn cho hạnh phúc phải như lời dặn dò của người cha. Còn con sớm sớm chiều chiều đúng không ạ? Vâng, và ngay giây phút này xin trân trọng kính mời các bác đại diện hai bên gia đình ạ sẽ có những lời phát biểu cũng như gửi lời cảm ơn chân thành mộc mạc trực tiếp nhất gửi tới toàn thể quý vị có mặt trong hôn trường cưới ngày hôm nay ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, và như vậy được sự ủy quyền của hai bên gia đình, ủy quyền cho MC anh Dũng truyền đạt tới toàn thể quý vị bằng một câu bày tiếng Thái ạ. Thế nên là trước tàu bè bị đào ngày ấy bằng sườn mới đi mất lúa mất làn, cảm rất là buồn chào cả lãnh xuống cái chuyện lớn thành phố lành ba tạc toan hờ ải yếm hơn đảo của kính ai mà đi hay đi có cho chị tôi phải chiếc ngày lúc chẳng bạn cùng chờ đi chiếc ngày lúc biết thứ của tập quảng chiếc phủ đánh sản là bạn mất ứng mà hòm ở trên sông ý tổng có nợ cầm mềm năng kiến cái đến họ trên sông ai thành hiện tuổi tổng sao mà sao các bạn nọ đi kết đóng hoặc chuyển đổi của mía khi để bia các bác sẽ bị khóc thòng trần thì cốt phủ tất lãng mật dần thì cốt phần vẽ liền bởi chung khi để bia bởi chứng mại hoặc đổi của mía bay mái trùng bỏ nước cần bay má thành hướng là tạo tặng tạm mà đi bay đôi của mía đi chứ lại về lối sức lực biết bảo vi chưa là quấy bên đôi sức lực cái vẫn đi chưa là xìa bên lối của mía vẫn đi chưa hay hãy để dung bò dung mè chụp phủ lại cốt hâu phần gần tái làm đường trở lì điều kiện bác sĩ bạn biết trả để nam bộ ổn mãi ỉ mong muốn bác bót đi xuân làn coi sóng phái chu hơn không khỏi cả bà báo tiền nào ngơi khỏi cả báo mi sẵn ngày xưa khỏi tàng qua mà ai em hơn rào và chúc và chụp phủ lại cô thâu khỏi cổ hào hàn hạt mạnh khỏi phủ lời diện viên bản tướng chào bàn nhất quán bước tướng chào hù phủ đánh ca ca tướng bàn không ở tướng đỏ tướng nam mi phà tuần màu điên đồ tàu kéo thùng cao phủ hê mi phà phủ chào bàn
quý vị làm như là của Phan Anh Hùng. Hãy chúc và chúc phù lại cô nữ của Kiên Nam đi. Hãy cầu hậu hạnh căn mạnh mấy đất phòng mẹ phía đồng đi. Vâng ạ, xin cảm ơn toàn thể quý vị anh chị rất là nhiều. Đó là những lời ủy quyền của hai bên gia đình, ủy quyền cho MC anh Dũng truyền đạt tới toàn thể quý vị ạ. Chắc hẳn đến đây phút này thì hai bạn cũng đã cảm nhận được những tình cảm, những tình yêu của hai bên gia đình, đặc biệt là tình cảm của toàn thể quý vị chúng ta có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay dành tặng cho đôi bạn trẻ này đúng không ạ. Vâng, ngày đây phút này thì xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy hướng ánh mắt nhìn của mình lên trên sân khấu để cùng nhau chứng kiến những giây phút tặng quà của hai bên gia đình. Ngày đây phút này xin trân trọng kính mời một món quà đến từ gia đình này. Chị Biên Thành sẽ có một món quà để gửi tặng cho anh em trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin chào, kính mời. Một lần nữa xin trân trọng kính mời một món quà đến từ gia đình chị Biên Thành. Hai, gia đình chị Thím Liên ạ. Một lần nữa trân trọng kính mời hai món quà đến từ hai bên gia đình sẽ có một món quà cũng như những kỷ vật thiêng liêng nhất để gửi tặng cho đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Tổ chức xin cảm ơn anh món quà đến từ gia đình chị Biên Thành ạ. Một lần nữa xin cảm ơn chị gia đình nhau. Vâng, một lần nữa trân trọng kính mời một món quà nữa đến từ gia đình Thiếm Liên. Trân trọng kính mời. Thay mặt cho ban tổ chức xin cảm ơn là món quà đến từ gia đình Thiếm Liên có một món quà cũng như những kỷ vật thiêng liêng nhất để gửi tặng cho cô dâu xinh đẹp nhất của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn và cảm ơn rất nhiều. Vâng, một lần nữa trân trọng kính mời một món quà nữa đến từ gia đình Dì Thơm ạ. Gia đình Dì Thơm cũng có một món quà để gửi tặng cho hai con hai cháu của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa trân trọng kính mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vâng, kính thưa toàn thể quý vị, một món quà đến từ gia đình dì Thơm, có một món quà, một cái kiềng vàng trị giá là 10 chỉ vàng để tặng cho cô dâu xinh đẹp nhất của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay đấy ạ. Một lần nữa xin cảm ơn món quà đến từ gia đình dì Thơm. Tại đây phút này xin trân trọng kính mời một món quà nữa hết sức đặc biệt và ý nghĩa để gửi tặng cho hai con trong buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng kính mời một món quà đến từ tân sinh phụ mẫu của chú rể đây, đại diện cho gia đình nhà trai sẽ có một món quà để gửi tặng hai con trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, trân trọng kính mời. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn món quà đến từ đại diện gia đình nhà trai là tân sinh gia chú rể của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Một món quà để gửi tặng cho cô dâu, cũng như một món quà nữa sẽ gửi tặng cho người con thân yêu của mình, đó là chú rể anh Ngọc trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, các cụ xưa có câu mẹ đâu phải của riêng em, mẹ là mẹ chúng mình thế thôi, mẹ vất vả lắm em ơi, nuôi anh con lớn rồi lại rằng em. Một lần nữa xin thay mặt cho ban tổ chức xin cảm ơn món quà đến từ gia đình nhà trai là tân sinh ra chú rể anh Ngọc của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, chắc hẳn đến giây phút này thì đôi bạn trẻ của chúng ta cũng đã cảm nhận được những tình cảm, những tình yêu của hai bên gia đình, đặc biệt là những món quà để gửi tặng cho hai em trong buổi trưa ngày hôm nay, đúng không ạ? Đây đến phút này xin trân trọng kính mời cô dâu cùng chú rể hãy trở về phía đáp bánh tình yêu. Một lần nữa trân trọng kính mời. Vâng, xin trân trọng kính mời hai em hãy cùng tay trong tay cắt ra những phần ba phần bánh trên tháp bánh của ban tổ chức chúng tôi đã để sẵn ạ. Một lần nữa trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, quả trà đống đặc bánh này là bánh phu thê đắp xây hạnh phúc mình về bên nhau và tượng trưng cho tình yêu của hai bạn, tình yêu từ no đấm thấm đầy đủ của hai em từ giây phút này đến tương lai mai sau. Một lần nữa xin chúc cho tình nghĩa vợ chồng hai em trăm năm hạnh phúc trăm năm. Ngay từ phút này trân trọng kính mời hai em hãy trở về phía tháp đi tình yêu. Một lần nữa trân trọng kính mời. Vâng, ngày từ phút này trân trọng kính mời ơi. Chú rể của chúng ta sẽ cầm lên chai champagne đầu tiên và bằng sức mạnh tình yêu của chú rể, trân trọng kính mời chú rể sẽ bóc tem in Việt Nam ra. Trân trọng kính mời. Và trân trọng kính mời chú rể sẽ mở khóa chai champagne ạ. Anh mở khóa trái tim của vợ mình lúc ấy quen ạ. Vâng, trân trọng kính mời chú rể sẽ sóc chai champagne thật mạnh ạ. Và hướng nắp chai xuống phía dưới xuống là các bạn của chú rể ạ. Ai đón nhận được nắp chai champagne của chú rể, chúng ta sẽ cùng uống một bát rượu ạ. Vâng, trân trọng kính mời. Vâng, xin chúc mừng, trân trọng kính mời hai em hãy cùng tay trong tay rót ra những ly rượu trên tháp đi. Trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, quả thật đúng là rượu hồng kết nghĩa phu thê mà tình cha nồng thắm duyên về với nhau, cùng chung bước tới mai sau, thủy chung chung thủy khắc màu tình yêu. Những dòng chảy trên tháp đi tình yêu đây là những dòng chảy tượng trưng cho tình yêu của hai em sẽ luôn chảy mãi trường tồn theo thời gian và chú rể có thể giúp cô dâu cũng được ạ. Trân trọng kính mời. Trân trọng kính mời chú rể sẽ sóc chai champagne lần thứ hai nữa ạ. Vâng ạ, chú rể có thể giúp cô dâu ạ. Vâng ạ, vừa rồi là trượt rồi ạ. Bây giờ chú rể hãy nắm vào các bạn chú vợ ạ.
À, vâng, bạn của quý... Vâng, xin được chúc mừng. Trân trọng kính mời hai em hãy rót ra 1/3 trên tháp đi và phần còn lại sẽ rót ra đi tiểu phía dưới để mời đến đấng sinh thành của hai em trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, trân trọng kính mời. Kính mời hai em hãy cùng tay trong tay ạ. Mời cô dâu hãy cùng tay trong tay với chú rể sẽ rót ra những điều phía dưới ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, quả thật đúng là điều này anh sẽ rót làm ba chữ chung để đã để phần cha chữ hiếu phần mẹ, còn đôi ta chữ tình. Vâng, ngay giây phút này trân trọng kính mời cô dâu xinh đẹp nhất của chúng ta sẽ nâng rượu cho đại diện gia đình nhà trai và mời chú rể sẽ nâng rượu cho đại diện gia đình nhà gái. Trân trọng kính mời. Trân trọng kính mời con dâu cùng chú rể hãy cầm đi rượu của mình trở về phía bên trên để cùng uống rượu ra môi để thay cho nụ hôn nồng cháy của hai bạn ạ. Trân trọng kính mời hai em hãy trở về phía trung tâm sân khấu ạ và cùng uống rượu ra môi. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, trân trọng và kính mến, và để thay cho nụ hôn nồng cháy của đôi bạn trẻ thì ngay đến phút này trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy hướng ánh mắt nhìn của mình lên trên sân khấu để cùng chứng kiến giây phút thiêng liêng nhất, giây phút hạnh phúc nhất của đôi bạn trẻ sẽ cùng uống rượu ra môi. Trân trọng kính mời. Vâng, trước khi uống thì chú rể có nói với con dâu như thế này: em như chén rượu đời, anh chưa nhấc miệng mà lòng đã say. Nếu em mà chén rượu cay, anh nguyện uống để say suốt đời. Trân trọng kính mời hai em. Vâng, một lần nữa xin trân trọng kính mời hai bên gia đình cùng với con dâu và chú rể hãy tiến sát để cùng đi với nhau, cũng như là tạo một hình chữ U để nhiếp ảnh gia đến từ kênh Hoa Ban Tây Bắc sẽ ghi lại những hình ảnh này. Trân trọng kính mời hai em hãy trở về xuống bên dưới ạ. Và xin trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình hãy tiến sát để cùng đi với nhau ạ, tạo hình chữ U một lần nữa. Trân trọng kính mời. Vâng, kính chào toàn thể quý vị, trân trọng và quý mến. Như vậy là chuyến tàu tình yêu, chuyến tàu hạnh phúc của đôi bạn trẻ đến giây phút này thì đã cập bến rồi. Chúc mai thì đã sum họp một nhà, tình cao hơn đối, nghĩa dài hơn sông. Một lần nữa xin chúc cho tình nghĩa vợ chồng hai em trăm năm tình viên mãn, và đầu nghĩa phu thê. Xin chúc cho tình nghĩa thông gia hai nhà như một, đoàn kết bền lâu. Trân trọng kính mời hai bên gia đình cùng với cô dâu và chú rể dùng ly rượu của mình. Trân trọng kính mời. Vâng, kính chào toàn thể quý vị, trân trọng và kính mến. Như vậy là buổi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ đến giây phút này thì đã tạm thời khép lại rồi. Một lần nữa, ban tổ chức tôi trân trọng kính mời cô dâu cùng chú rể hãy trở về xuống phía dưới để mời rượu đến toàn thể quý vị có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay. Và xin trân trọng kính mời hai bên gia đình thông gia nội ngoại, hai ông đi trước hay bà cất bước theo sau để mời rượu đến toàn thể quý vị có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng kính mời.